Dự án xây dựng cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương nối xã Phước Kiển và xã Nhân Đức thuộc huyện Nhà Bè được phê duyệt vào năm 2001 nhằm thay thế cây cầu sắt xây trước năm 1976 đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2004, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai. Tuy nhiên, đến năm 2007, việc giải phóng mặt bằng đột ngột tạm ngưng. Đến cuối tháng 1 năm 2018, sau vụ xe ben chở vật liệu quá tải trọng lượng 15 tấn chạy qua cầu Long Kiển gây sập nhịp cầu thông thuyền, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức quyết định xây cây cầu mới bằng bê tông có vốn đầu tư 557 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu có chiều dài là 318 m, rộng 15 m với 4 làn xe. Đường dẫn vào cầu rộng 18 cho tới 29 m, dài 661 m. Dự án xây cầu Long Kiển được khởi công từ tháng 8 năm 2018, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Nhưng tới tháng 12 năm 2019, sau khi xây dựng xong 7 trên 8 trụ cầu, công trình phải tạm ngưng thi công suốt 3 năm qua vì vướng mặt bằng. Một số hộ dân không đồng tình với mức giá bồi thường. Mặt khác, quỹ đất nền tái định cư của địa phương này cũng không đủ. Rất khó khăn lắm chứ. Bà con đi nhiều khi nó ai cũng muốn cái cầu này cho nó lẻ, có đường đi không kẹt cầu sắt một hai nữa là đi thông thái khỏe. Mà gì đâu mà mừng quá lâu, trên 20 năm nhiều. Cái nó đổ có một ghe cá coi nhiêu, đổ từ đẳng ở đây tới tôi. Tháng này, giờ này chứ mà qua nước dông nó ngập tới cũng giống vậy nè, trong một cái lỗ mà. Sau 3 năm tạm ngừng thi công, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất. Tại công trình, công nhân đã bắt đầu triển khai công tác rào chắn công trình để xây dựng những hạng mục còn lại. Theo đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, hiện đơn vị đã triển khai bàn giao mặt bằng để các bộ phận thi công đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành dự án vào cuối năm 2023.